Sách Thi Thiên chương 4, bài cầu nguyện buổi chiều. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với các nhạc cụ bằng dây. Lạy Đức Chúa Trời công chính của con, khi con kêu cầu, xin đáp lời con. Khi con bị gian trưng, xin đem con ra nơi khoảng khoát. Xin thương xót và nghe lời cầu nguyện của con. Hỡi các người, danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ? Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào? Phải biết rằng Giê-hô-va đã biệt riêng ra người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ nghe ta. Hãy run sợ và đừng phạm tội. Khi nằm trên giường, hãy suy ngẫm trong lòng và yên lặng. Hãy dâng sự công chính làm tế lễ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng tôi thấy phước? Lạy Đức Giê-hô-va, xin chiếu rạng ánh sáng mặt Ngài trên chúng con. Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui, hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật. Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành. Sách Ma-thi-ơ chương 4. Ma quỷ cám dỗ. Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giê-xu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng? Đức Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép, ngươi đừng thử thách Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả vương quốc trên thế gian và sự huy hoàng của chúng và nói, nếu ngươi sắp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Đức Chúa Giê-xu phán với nó rằng, hỡi Sa-tan, hãy lui ngay, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Chức vụ của Đức Chúa Giê-xu tại miền Ga-li-lê, các môn đồ đầu tiên. Được tin rằng bị bắt, Đức Chúa Giê-xu trở về miền Ga-li-lê. Ngài rời thành Nazareth đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nep-ta-li, để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm. Đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li, con đường ra biển bên kia sông Giô-đanh, miền Ga-li-lê của dân ngoại, dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và những người ngồi trong bóng sự chết bao phủ đã thấy ánh sáng bừng lên. Từ lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng rằng, các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Khi đang đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là An-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Ngài phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ, hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Syri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại sụi đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. Rất nhiều người từ miền Galilê, Decapolis, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài. Sách Sử Ký Nhì, chương 20. Quân Mô-áp và đồng minh tấn công Giô-sa-phát. Sau đó,
người Moab và Ammon cùng với một số người Maonit theo họ kéo đến gây chiến với Giô-sa-phát. Người ta đến báo tin cho Giô-sa-phát rằng có một đám quân rất đông từ bờ biển bên kia, từ Edom đến tấn công bệ hạ. Và này, chúng đang ở Hát-sôn-tha-ma, cũng gọi là En-gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. Dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem phía trước sân mới trong đền thờ Đức Giê-hô-va mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao? Họ đã ở đó và xây cất cho danh Ngài một đền thánh và nói rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa, vì danh Ngài ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con, Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Lúc dân Israel rời Ai Cập, Chúa không cho họ đi vào xứ các dân Ammon, Moab và dân vùng núi Seir, nên dân Israel quay khỏi chúng và không tiêu diệt chúng. Kìa, nay chúng báo trả chúng con bằng cách đến đuổi chúng con ra khỏi sản nghiệp mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Toàn thể Giu-đa, kể cả đàn bà, trẻ con, đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Bấy giờ giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va đến trên Yahasien, con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc Jehiel, chích Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc dòng dõi A-sáp. Ông nói: Hỡi toàn thể người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế này: Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít. Các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện hoang mạc Giê-ru-ên. Trong trận này, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ, đừng khiếp đảm. Ngày mai hãy ra đón chúng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng các con. Giô-sa-phát cúi sắp mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sắp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài. Người Lê-vi thuộc dòng dõi Kê-hát và dòng dõi Cô-ra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Giô-sa-phát chiến thắng. Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mạc Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Giô-sa-phát đứng lên và nói: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta. Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng. Hãy tin các nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công. Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh, vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi Chúa rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa, gồm quân Ammon, Moab và người ở núi Seir, và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Quân Ammon và Moab nổi lên đánh người ở núi Seir để tiêu diệt chúng. Sau khi đã tiêu diệt quân ở Seir rồi, chúng quay lại chém giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi hoang mạc, nhìn đám quân đông đảo thì thấy xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót.
vua Sa Phát và quân của vua đến thu chiến lợi phẩm, gồm rất nhiều của cải và đồ trang sức quý giá trên xác quân địch. Họ cướp lấy cho mình đến khi không còn mang nổi nữa. Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong 3 ngày vì rất nhiều. Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Beraka và ca ngợi Đức Giê-hô-va tại đó. Vì vậy, người ta đặt tên chỗ này là thung lũng Beraka cho đến ngày nay. Toàn quân Juda và Jerusalem do vua Sa-phát dẫn đầu trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại. Họ tiến vào Jerusalem và lên đền thờ Đức Giê-hô-va trong tiếng đàn hạt, đàn lia và tiếng kèn. Khi tất cả các vương quốc trên đất nghe rằng Đức Giê-hô-va đã chiến đấu chống lại quân thù của Israel thì rất khiếp sợ Đức Chúa Trời. Vậy, vương quốc của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho vua được yên ổn mọi bề. Cuối đời trị vì của Giô-sa-phát. Giô-sa-phát lên làm vua nước Giu-đa khi được 35 tuổi và cai trị 25 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là A-su-ba, con gái của Si-li. Vua đi theo đường lối của vua cha là A-sa, không sai lệch khỏi đường lối ấy và làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua không dẹp bỏ các nơi cao và dân chúng chưa hướng lòng về Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối đều được chép trong ký sự của Giê-hu, con trai Hanani, và truyện ấy được đem vào sách các vua Israel. Sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, liên kết với vua Israel là A-cha-sia, một con người ăn ở rất gian ác. Hai vua hợp tác với nhau đóng tàu Ta-rê-si. Họ đóng tàu tại Ê-si-ôn-gê-be. Khi ấy, Eli-e-ser, con của Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát rằng: vì vua đã liên kết với A-cha-sia nên Đức Giê-hô-va phá hỏng công trình của vua. Thật vậy, đoàn tàu bị vỡ nát, không thể đi Ta-rê-si được. Sách Sử Ký Nhì, chương 21, triều đại của Joram. Giô-sa-phát ăn giấc cùng tổ phụ mình và được an táng bên cạnh họ trong thành David. Thái tử Joram lên ngôi kế vị. Các con trai của Giô-sa-phát, em của Joram là Asaria, Jehiel, Sachari, Asariu, Mikael và Shephatia. Tất cả những người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Israel. Vua cha ban cho họ nhiều của cải bằng bạc và vàng, những báu vật cùng với các thành kiên cố trong xứ Giu-đa. Nhưng Giô-sa-phát ban ngôi nước cho Joram vì là trưởng nam. Khi Joram lên ngôi kế vị vua cha thì củng cố thế lực bằng cách dùng gươm giết tất cả anh em và một số thủ lĩnh của Israel. Joram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và cai trị 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua cưới con gái Ahab làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Cuộc nổi dậy của Edom. Trong thời trị vì của Joram, dân Edom nổi lên chống lại Juda và lập vua riêng cho mình. Joram cùng với các chỉ huy và các chiến xa kéo quân ra trận. Quân Edom bao vây vua và các quan chỉ huy chiến xa, nhưng trong đêm, vua trỗi dậy tấn công chúng. Vậy, dân Edom nổi dậy chống ách thống trị của Juda cho đến ngày nay. Cùng lúc ấy, dân thành Libna cũng nổi dậy chống ách thống trị của Joram vì vua đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Bức thư của Eli. Vua cũng lập những nơi cao trên các núi Giu-đa, khiến cư dân thành Jerusalem thờ lạy tà thần và kéo dân Giu-đa vào con đường lầm lạc. Nhà tiên tri Eli gửi thư cho Joram nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ vua đã phán: vì ngươi không đi theo đường lối của Giô-sa-phát, cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của A-sa, vua Giu-đa, nhưng đã đi theo đường lối của các vua Israel, khiến cho người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem thờ lạy tà thần như nhà Ahab đã làm.
Hơn nữa, người đã giết các em trong nhà cha ngươi là những người tốt hơn ngươi. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đổ tai họa lớn trên dân tộc ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi và trên tất cả tài sản của ngươi. Còn chính ngươi sẽ mắc nhiều bệnh trong gan ruột, càng ngày càng trầm trọng cho đến khi gan ruột ngươi đứt rời ra. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng thúc giục dân Philistin và dân Ả Rập ở gần dân Cút chống lại Joram. Chúng kéo lên đánh Giu-đa, xâm lấn xứ và chiếm đoạt tất cả tài sản của hoàng gia, bắt đi các hoàng tử cùng hoàng hậu và cung phi. Ngoại trừ đứa con út là Jo-a-cha, không còn sót lại một đứa con trai nào cả. Chứng bệnh và cái chết của Joram. Sau hết, Đức Giê-hô-va hành hại vua, khiến mắc bệnh nan y trong gan ruột. Ngày tháng trôi qua, bệnh của vua kéo dài suốt 2 năm. Cuối cùng, ruột gan của Joram bị đứt rời ra và vua chết trong cơn đau đớn khủng khiếp. Dân chúng không đốt ngọn lửa to để tang vua như đã làm cho các tổ phụ vua. Joram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và cai trị 8 năm tại Jerusalem. Vua qua đời chẳng ai thương tiếc. Người ta chôn cất vua trong thành David, nhưng không đặt trong lăng tẩm của các vua.